Thì hôm nay sau khi mà Ti dạy về đó thì thầy nhận thấy được một điều là có nhiều bạn học sinh lớp 11 có thể giải được bài tập thấu kính mỏng. Tuy nhiên cũng có một vài bạn học sinh chúng ta còn gặp khó khăn. Do vậy chưa kịp thay bộ đồ nữa, quay cái video chia sẻ với các bạn ngay cách giải bài tập thấu kính mỏng. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ đi ngay vào một cái ví dụ, và từ ví dụ này ta sẽ phân tích cách giải bài tập nha. Và ví dụ chúng ta như sau. Ở câu A đó là tìm độ phụ. Quá dễ đúng không nè? Tuy là quá dễ nhưng mà cũng có chỗ các bạn sai đấy. Bây giờ này tìm độ tụ thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ có D đúng nè bằng 1/F. Và ở đây theo đề bài người ta cho tiêu cự đó F bằng 60 cm rồi nè. Thì một số bạn học sinh cứ việc thế vô luôn. Vậy là sai. Để áp dụng công thức độ tụ D bằng 1/F thì chúng ta phải sử dụng đơn vị của F là đơn vị chuẩn, hay nói cách khác đơn vị mét. Vậy thì 60 cm này bằng 0,6 mét. Chúng ta thấy vô 0,6 và bấm máy tính. Kết quả chỗ này bằng 5/3 triệu. Qua câu 2 hay là câu B, người ta nói thế này: vật sáng nhỏ AB cao 5 cm, đặt vuông góc trục chính và cách thấu kính một khoảng là 40 cm. Yêu cầu xác định vị trí, tính chất và độ cao của ảnh. Vậy thì bài này tìm gì các bạn? Xác định vị trí, tính chất và độ cao của ảnh. Vị trí, tính chất của ảnh là do D phẩy khoảng cách ảnh quyết định, và độ cao của ảnh là tìm độ cao của ảnh tạo bởi cái thấu kính này, hay gọi là A phẩy B, B phẩy. Vậy trước tiên nhất chúng ta cần tóm tắt lại cái đề bài này. Như đã có phía trên, thấu kính hội tụ thì F là số dương, nó bằng 60 cm. Vật sáng nhỏ AB cao 5 cm, nghĩa là tôi cho ký hiệu AB này bằng 5 cm. Đặt vuông góc trục chính, cách thấu kính 40 cm, nghĩa là ta có D bằng 40 cm. Xác định vị trí, tính chất và độ cao của ảnh. Vị trí, tính chất nghĩa là tìm D phẩy. Độ cao của ảnh nghĩa là ta tìm A phẩy B, B phẩy. Rồi, bây giờ chúng ta thấy nè, ở câu A độ tụ D bằng 1/F, chúng ta đổi đơn vị của F sang mét. Nhưng mà sang câu B, theo các bạn chúng ta cần đổi đơn vị hay không? Hay nói cách khác là các bạn cần phải đổi tất cả cái đại lượng này đơn vị là mét hay không? Thì câu trả lời là không cần. Chúng ta có thể sử dụng đơn vị không chuẩn nếu các đại lượng này cùng đơn vị. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm độ cao của ảnh. Thì ta áp dụng công thức D phẩy bằng D nhân F chia cho D trừ F, và D là bằng 40, F bằng 60, chia cho D trừ F, 40 trừ 60. Bấm máy tính ha. Vậy thì kết quả chỗ này chúng ta sẽ bằng trừ 120 cm. Và đến đây mình kết luận như thế nào? Ta nói là D phẩy thì mình ghi ngay đó là chữ ảnh. Kết quả là bằng trừ, chúng ta ghi thành chữ ảo, 120 cm, nghĩa là cách thấu kính 120 cm. Được chưa? Và để tìm được độ cao của ảnh thì ta sẽ đi tìm độ phóng đại. K bằng trừ D phẩy chia D. Mình thấy vô trừ D phẩy nghĩa là trừ 120 chia cho D là bằng 40, thì bằng 3. Và chúng ta có công thức là A phẩy B phẩy, độ cao của ảnh sẽ bằng trị tuyệt đối của K nhân với độ cao của vật AB. Và thấy không, 3 nhân 5 bằng 15 cm. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi thứ hai, câu B. đó là ảnh ảo cách thấu kính 120cm và cao 15cm. Thì đây là hai câu thường gặp trong đề bài, hay nói cách khác là câu này là câu vận dụng công thức. Và bây giờ chúng ta sẽ sang câu C, khó hơn tí đi các bạn. Bây giờ sang câu C, yêu cầu của đề bài là xác định vị trí đặt vật sao cho ảnh hiện rõ trên màn. Và cao gấp đôi vật. Thì trong quá trình dạy học đó, thì tôi thấy là có các bạn học sinh chúng ta tới đây thì có nhiều bạn không dạy nữa, bởi vì các bạn không biết tóm tắt đề bài này như thế nào. Vậy thì hãy nhìn kỹ và xem thật kỹ hướng dẫn này nha. Vậy thì làm như thế nào? Hãy xem thật kỹ hướng dẫn trong video này nha. Đầu tiên nhất là xác định vị trí đặt vật, nghĩa là tiệm gì các bạn? Đặt vật là tiệm đề. Sao cho ảnh hiện rõ trên màn, thì chúng ta có được ảnh hiện rõ trên màn là ảnh thật. Ảnh thật hay trong quy ước dấu của mình, D phẩy sẽ là số dư. Cao gấp đôi vật, thì cao gấp đôi vật đồng nghĩa với việc là A phẩy B phẩy này nè bằng 2 lần AB. So sánh với ký hiệu chúng ta đã từng học thì chúng ta sẽ có được là gì? A phẩy B phẩy bằng trị tuyệt đối của K nhân với AB. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có được chữ K trong trị tuyệt đối này bằng 2. Nhưng mà kết hợp hai yếu tố này lại, vừa là ảnh thật vừa cao gấp đôi, vậy thì theo các bạn K này bằng cộng hay trừ 2? Thì như chúng ta đã biết đó, vật thật cho ảnh thật thì nó sẽ ngược chiều và K là số âm. Vậy chúng ta mạnh dạn cho đây K bằng trừ 2. Còn nếu các bạn không nhận ra được điều này thì các bạn phải giải hai trường hợp là K bằng cộng 2 và trừ 2, nhưng mà chắc chắn có một trường hợp không phù hợp. Rồi bây giờ chúng ta cùng giải ha. Khi có K bằng trừ 2 rồi thì đấy, chúng ta có là K bằng trừ D phẩy chia D và bằng trừ 2, đúng không? Vậy thì tương đương D phẩy bằng 2D. Tôi gọi đây là phương trình 1. Vậy phương trình 2 là phương trình gì? Phương trình 2 đó là chúng ta dựa vào công thức xác định vị trí ảnh vật 1 chia F bằng 1 chia cho D cộng 1 chia cho D phẩy. Đó, phương trình 2 chúng ta như thế này nè. Vậy thì các bạn sẽ thế 1 vào 2. Chúng ta sẽ thế 1 vào 2 thì các bạn sẽ có được điều gì? Ta sẽ có được là 1 chia F bằng 1 phần D cộng 1 phần, thì D phẩy về bằng 2D, chúng ta thấy không? Là 2D. Và rút gọn thức lại, mẫu chung là 2D, tử số sẽ là 2 cộng 1 nghĩa là bằng 3. Vậy thì D sẽ bằng, đúng không, 3F chia cho 2. 3 nhân cho 60 chia cho 2 bằng 90 cm. Thì khi bằng 90 chúng ta kết luận gì? Vật đặt cách thấu kính 90 cm sẽ cho ảnh hiện rõ trên màn và cao gấp đôi vật. Vậy thì cái khó khăn trong bài này khi mà tôi dạy trên lớp đó là các bạn không tóm tắt được bài. Vậy tóm tắt như thế nào? Đó là các bạn hãy đọc kỹ đề bài. Xác định vị trí đặt vật nghĩa là chúng ta cần tìm cái gì? Ảnh hiện rõ trên màn là ảnh gì? Thật hay là ảo? Rồi cao gấp đôi vật thì mình ghi là ảnh cao gấp đôi vật, thì mình so sánh với công thức của lý thuyết chúng ta sẽ có được trị đối của K, và dựa vào bản chất vật thật ảnh thật thì K này là số âm, mình sẽ rút ra được K bằng trừ 2. Vậy thì nếu có khó khăn trong vấn đề này về vấn đề xác định dấu của các thành phần trong biểu thức xác định vị trí n vật hay là độ phóng đại, các bạn có thể cho biết ở phần bình luận bên dưới video nha. Và bây giờ chúng ta sang câu khó hơn nữa. Bây giờ mời các bạn chúng ta sang câu D. Câu này khó hơn ba câu trước. Đó là tìm vị trí đặt vật sao cho ảnh nhỏ hơn vật và cách vật 250 cm. Đó. Vậy thì muốn giải được bài này thì việc đầu tiên nhất theo tôi nghĩ chúng ta cũng tóm tắt được bài. Tìm vị trí đặt vật giống như câu trên, ta đi tìm D. Sao cho ảnh nhỏ hơn vật. Đó, ở đây chúng ta suy nghĩ coi. Ảnh qua một thấu kính hội tụ cho kích thước nhỏ hơn thì mình ra được cái trường hợp gì nè? Ảnh nhỏ hơn vật thì ảnh này sẽ là ảnh thật, đúng không? Bởi vì qua thấu kính hội tụ vật thật mà cho ảnh ảo thì kích thước của ảnh ảo sẽ lớn hơn, đúng không nè? Vậy thì ở đây các bạn sẽ có được cái chữ D phẩy của mình nè là một số dương. Rồi, cách vật 250 cm. Vậy thì với cái dữ kiện mà D là vật thật, ảnh là ảnh thật và cách nhau 250 cm thì chúng ta sẽ có được là D cộng cho D phẩy bây giờ bằng 250 cm. Hiển nhiên dữ kiện đề bài F bằng 60 cm thì chúng ta được quyền sử dụng lại. Vậy thì làm sao để chúng ta giải câu này? Thì muốn tìm được vị trí đặt vật hay nói cách khác, chúng ta có phương trình gồm có hai ẩn số. Vậy thì hai ẩn số chúng ta phải có tối thiểu hai phương trình. Phương trình thứ nhất chúng ta vừa có ha, theo cái đề bài chúng ta đã có D cộng cho D phẩy bằng 250 cm. Tôi coi đây là phương trình 1. Tiếp theo, từ cái phương trình xác định vị trí ảnh vật hay chúng ta có F bằng D nhân D phẩy chia cho D cộng cho D phẩy, công thức tính tiêu cự. Và từ đó các bạn có được D nhân D phẩy thì bằng F nhân cho D cộng với D phẩy. Và thế vào chúng ta có 60 nhân cho 250 sẽ bằng 15.000. Nếu có đơn vị thì chỗ này là cm vuông nha. Và tôi gọi cái phương trình này nè là phương trình 2. Chúng ta sẽ có hai cách giải hệ phương trình 1 và 2 này. Cách thứ nhất đó là dùng phương pháp thế. Cách thứ hai là các bạn có thể sử dụng hệ thức Viet. Ta sẽ có x bình trừ fx, nghĩa là trừ cho 250 cộng p cộng 15.000 bằng 0. Thì nghiệm của phương trình này chính là kết quả chúng ta cần tìm. Chúng ta có kết quả x1 bằng 150, x2 bằng 100. Khi ra kết quả như thế này có nghĩa là gì? Có nghĩa là D bằng 150 thì D phẩy sẽ bằng 100 cm. Hay D bằng 100 cm thì D phẩy sẽ bằng 150 cm. Chúng ta có hai nghiệm hay là hai vị trí đặt vật sao cho ảnh nhỏ hơn vật và cách vật 250 cm. Và đến đây thì tôi nghĩ với 4 câu ABCD phần nào giúp cho các bạn giải được các bài tập từ dễ cho đến khó trong cái chủ đề bài tập thấu kính mỏng. Nếu có những khó khăn và thắc mắc gì liên quan tới việc giải bài tập vật lý 11, hãy cho biết ở phần bình luận bên dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh YouTube Thành Tú Boss. Bye bye.